Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 4, một cây hoa bún có tuổi đời hàng trăm năm ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bung nở, vang rực một góc trời. Từ lâu, cây cổ thụ này đã gắn bó với bao thế hệ người dân Đình Thôn và trở thành báu vật của làng. Vâng, và hoa bún nở rộ đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, thu hút người dân đến đây chụp ảnh về loại hoa này. Mang sắc vàng trắng lung linh, khi nở, nhụy hoa có hình dáng giống sợi bún. Hoa bún mọc thành từng chùm, trông rất đẹp mắt. Cây hoa bún thường nở duy nhất một lần trong năm vào mỗi đợt cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, và sau một tháng, hoa sẽ tàn. Người dân làng Đình Thôn cũng không nhớ chính xác loài cây này có từ bao giờ, nhưng ước tính cây cổ thụ này có tuổi đời hơn 600 đến 700 năm. Ngày xưa nó là khu vực là Đồng Phương Mông Quạnh, mà cái thời là Pháp thuộc mà xâm chiếm đất nước ta, thì cái cây hoa bún là một trong những cái trạm gác tiền tiêu cho nhân dân, là khi đứng lên hoa bún ta có thể bao quát được vòng quanh 4-5 cây số và phát hiện ra được là địch đến để báo nhân dân để giấu giếm tài sản đi để tránh chờ bị địch thu lại. Cây hoa bún còn có tên gọi khác là bạch hoa hay màn màn. Cây cao chừng 30 mét, tán rộng sum suê làm nổi bật một góc làng. Khá quen thuộc với người dân nhiều tỉnh miền Trung, nhưng với người dân Hà Nội, hoa bún lại là loại cây rất hiếm. Vì vậy, cứ đến mùa hoa bung nở vàng óng, lại nhiều người dân có dịp qua đây phải ngỡ ngàng. Không ít người dừng xe để chụp lại những bức ảnh lưu niệm với sắc hoa. Thực ra cây hoa bún này tôi biết mấy năm nay rồi, nhưng mà nó thường nó không nở rộ như này. Năm nay thì thời tiết xuân ấm, tất cả các loài hoa đều nở, không riêng gì hoa bún. Thành ra là khi mà thấy ảnh của bạn ở trên Facebook ấy, thì tôi đã quyết tâm là phải đến đây. Thậm chí là dành cả một buổi sáng loanh quanh ở đây. Tôi đến đây từ lúc 8 giờ sáng, đến giờ là hơn 10 giờ rồi, còn đang lang thang ở đây. Vì thứ nhất là chờ nắng hửng lên một chút, và thứ hai là muốn tìm được cái góc đẹp nhất. Cảm thấy hơi nuối tiếc khi mà mình bỏ đi mà mình chưa chụp được bức ảnh hữu ứng. Mọi người chung quanh dân ở đây ra chụp rất là đông, các thầy cô giáo và các học sinh, sinh viên, nhân dân chung quanh đây ra chụp. Và tất cả các nơi họ cũng đến đây chụp rất là đông vào những ngày chủ nhật mặc áo dài, rất là đẹp. Nhưng mà mình thấy là cái hoa bún này nó rất đẹp. Nó như những cái tổ ong, từng tổ ong một nó sẽ xếp thành những cái một cả một cái vùng luôn. Không chỉ là loài cây tỏa bóng mát, cây hoa bún còn gắn bó mật thiết với đời sống của người dân Đình Thôn. Từ xa xưa, cây là nơi giao thương, là chốn dừng chân nghỉ ngơi của người dân sau những giờ lao động mệt mỏi. Giờ đây, cây hoa bún vẫn được người dân nâng niu, trân trọng. Không ai dám ngắt hoa bẻ cành mà còn giao sắt để bảo vệ cây. Dẫu cuộc sống có nhiều đổi thay, thì người dân Đình Thôn vẫn luôn tự hào vì cây hoa bún hàng trăm năm tuổi của quê hương mang đậm bản sắc của làng.